Nếu đau khổ cứ tiếp diễn, liệu con người có nên tiếp tục yêu? Một câu hỏi được gieo rắc trong đầu với bất kỳ ai đã từng đọc qua tác phẩm Apollo's Song của tác giả Osamu Tezuka. Có lẽ dù đọc đi đọc lại nhiều lần bộ truyện này, đến lúc nào đó chúng ta sẽ có được câu trả lời. Nhưng liệu trong lòng bạn có nghĩ đó thực sự đã là đáp án cuối cùng chưa? Đó là thứ mà ngay cả trong tôi lúc này vẫn còn đang thắc mắc. Nhân vật chính của Apollo's Song là Shogo, một thanh niên căm ghét tình yêu vì ám ảnh quá khứ do người mẹ gây ra. Cậu ghê tởm khi nhìn thấy tình yêu và có những biểu hiện tâm lý méo mó cùng xu hướng bạo lực tàn nhẫn. Cậu sẵn sàng giết chết bất cứ con vật nào mỗi khi chứng kiến tình yêu của chúng. Để trừng phạt cậu, một vị thần đã đưa ra hình phạt vĩnh viễn rằng Shogo chỉ được yêu duy nhất một người phụ nữ, nhưng họ sẽ không bao giờ được đến với nhau. Dù được đầu thai kiếp này sang kiếp khác thì hình phạt vẫn không bao giờ chấm dứt. Hãy cùng Anime Rewind khám phá Apollo's Song, một bộ truyện ngắn của cha đẻ ngành công nghiệp manga Osamu Tezuka, và bước vào cuộc hành trình tình yêu đầy bi kịch, kéo dài từ quá khứ đến tương lai của Shogo, cùng với đó là đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên nhé. Shogo được sinh ra bởi một người phụ nữ lăng loàn. Chính bà ta cũng không hề biết cha của cậu là ai. Cả tuổi thơ, cậu bé chỉ biết rằng mình có rất nhiều cha. Khi là người đàn ông mặt vuông, khi là người mũi to, khi thì người mắt híp. Số lượng papa nhiều đến nỗi khi trưởng thành Shogo cũng chẳng thể biết được ai mới là cha ruột của cậu. Shogo từ bé đã ghen tị với những đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ. Một hôm, cậu vô tình nhìn thấy cảnh bà mẹ đang ăn nằm với một người đàn ông nào đó. Trái với việc mẹ dạy con, bà ta lại đánh đập và bảo rằng đó là cách mà tao đã sinh ra mày. Điều này càng khiến đứa trẻ căm thù những mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ. Cậu bé chỉ ước rằng mình chưa bao giờ được sinh ra. Kể từ ngày đó, Shogo trở thành kẻ căm thù tình yêu. Mỗi khi thấy những động vật có đôi có cặp, Shogo chỉ muốn giết chết chúng. Cứ thế mỗi ngày, những hành động của Shogo càng nhẫn tâm hơn. Trước khi cậu thực sự giết người, cảnh sát đã đưa vào bệnh viện để điều trị tâm lý. Shogo được các bác sĩ dùng biện pháp sốc điện để làm tan đi những hoang tưởng biến thái của cậu. Khi ngất đi, tâm trí Shogo lang thang đến một cung điện và gặp một nữ thần. Bà bảo sẽ trừng phạt Shogo vì cậu đã coi thường tình yêu. Cậu sẽ phải yêu một người phụ nữ mãi mãi, nhưng khi tình yêu của cả hai chớm nở, cũng là lúc một trong hai người phải chết. Dù là bao nhiêu kiếp, cả hai sẽ mãi mãi không có cái kết tốt đẹp. Chìm vào cõi mơ hồ, Shogo lờ mờ tỉnh dậy. Lần này cậu đang mặc đồng phục của một binh lính. Khi hiệu lệnh vang lên, cậu và những người đồng đội vội tập hợp. Nhiệm vụ của họ là đi theo xe lửa số 16 để canh chừng lũ tù nhân. Mỗi toa có 50 tù nhân. Theo lệnh của cấp trên, nếu có bất cứ ai khả nghi, dù là người già, phụ nữ hay trẻ em, thì cứ thẳng tay bắn hạ. Họ là lính Đức và những tù nhân kia là người Do Thái. Tất cả tù nhân sẽ bị tống vào trại tập trung. Shogo khi nhìn vào toa tàu bên trong đã phải lòng một cô gái trẻ, dù biết cả hai vốn sẽ chẳng có kết quả nào tốt đẹp. Bỗng trên không, một chiếc máy bay ném hàng loạt bom xuống đoàn tàu. Binh lính lập tức di chuyển tù nhân ra ngoài. Nhân cơ hội bom khói mù mịt, Shogo tiến gần đến cô gái và thì thầm. Chạy đi, chạy đến bụi cây phía kia, rồi băng qua con suối đi vào khu rừng, cô sẽ an toàn. Khi cô gái còn lưỡng lự vì phải tìm ba mẹ, cậu đã chĩa súng lên, ép buộc cô chạy vào rừng. Vượt qua loạt đạn cuối cùng, Shogo cũng tiến được vào khu rừng. Cậu lo lắng không biết cô gái có thoát được hay không. Lúc này Elisa bước ra từ đống rơm và nhặt lấy cây súng của chính Shogo, nã loạt đạn vào người cậu. Lúc chạy trốn, khói quá mù mịt, Elisa không chắc được Shogo chính là người giúp cô, và quan trọng hơn, cô không hề tin lũ người Đức. Khi Shogo ngất đi, cô ném khẩu súng lại cho anh và quay người rời đi. Tuy nhiên, hai tên lính Đức khác đã đuổi đến nơi, chúng dồn ép, hành hạ và muốn hãm hiếp cô. Nhưng với chút hơi tàn, Shogo đã bắn chết họ. Cuối cùng khi đều đã kiệt sức, cả hai nắm tay nhau chờ đợi cái chết ập đến. Shogo hạnh phúc vì trong giây phút cuối của cuộc đời đã có thể ở bên cô gái mà cậu yêu. Đến sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng, quân Đức đã tìm ra cặp đôi. Họ mang xác cô gái trẻ đi, để lại Shogo nằm chết cô đơn trong bãi rơm gần đó. Cơn ác mộng này khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Nhìn quanh, Shogo thấy mình đang ở trong bệnh viện. Thì ra tất cả mớ cảm xúc hỗn độn kia chỉ là một giấc mơ. Sau đó, bác sĩ lại tiến hành cuộc thử nghiệm tiếp theo bằng phương pháp thôi miên. Trong giấc mơ, Shogo đang lái một chiếc máy bay. Cậu là một phi công đang chờ một nữ nhiếp ảnh gia vì được một tờ báo thuê để quan sát một vụ núi lửa phun trào. Đến gần núi lửa, cô gái yêu cầu Shogo bay thấp xuống một chút để chụp thêm vài bức hình. Nhưng trận nổ ở núi lửa đã khiến những tảng đá to văng lên làm gãy cánh trái của máy bay. May sao, Shogo vẫn cố gắng điều khiển chiếc máy bay rơi xuống hòn đảo gần đó. Hai người bắt đầu cãi nhau và Shogo cũng không thèm quan tâm đến cô gái mà tiến vào rừng xem có gì làm thức ăn không.
Bên trong, nhiều con thú từ thỏ, tinh tinh, sư tử, chúng đều hiền lành và vô hại. Thậm chí chúng còn khá thân thiết với nhau. Thấy bầy thú hiền lành, Shogo bắt một con thỏ và ăn thịt nó. Con thỏ còn lại và bầy thú bắt đầu từ từ tiến đến gần và bao vây Shogo. Thay vì giết Shogo, chúng đang hành hạ cô gái kia. Chúng ném cô gái còn hấp hối xuống dưới đất như sự trả thù dành cho cậu. Hiểu được ý bầy thú rừng, Shogo quyết không giết bất cứ sinh vật nào trong rừng. Cậu bắt đầu ra biển để bắt cá. Shogo bắt được rất nhiều cá, cậu còn chia thức ăn ấy cho lũ thú rừng. Chúng cũng trả ơn cậu bằng những lá thuốc chữa bệnh. 10 ngày sau, nữ nhiếp ảnh gia tỉnh lại, dù cơ thể cô còn rất yếu. Ở trong rừng với bầy thú lâu, Shogo cảm nhận được tình yêu đơn thuần của bầy thú dành cho nhau. Có lẽ nó thuần khiết hơn nhiều thứ tình cảm ở thế giới con người. Cô gái cho rằng vì con người tiến hóa hơn thú vật, điều đó cũng khiến con người có nhiều khía cạnh phức tạp và rắc rối hơn. Một hôm, cơn bão đột ngột ập đến. Shogo mang theo cô gái và hướng dẫn bầy thú rừng di chuyển vào khe núi tránh mưa bão. Sau khi cơn bão đi qua, cô ôm những con thú thì thầm vào tai chúng. Ngủ ngon nhé. Và ngày sau khi đã khỏe, cô gái cầm một thanh gỗ nhọn trên tay và hướng về Shogo. Cô muốn giết chết cậu, vì chỉ có thế cô mới có thể trở về mà không bị người đời đàm tiếu. Ở thời đại này, nếu họ biết cô đã ở trên một hòn đảo hơn một tháng với một người đàn ông lạ, thì sự nghiệp, danh dự, mơ ước, tất cả mọi thứ của cô đều sẽ tiêu tan. Shogo không hề muốn chết, anh chống trả quyết liệt, khiến cả hai rơi xuống nước. Ngay giây phút có thể dìm chết cô, thì Shogo lại không nỡ lòng mà cứu cô lên. Sau một hồi, họ tìm được một cái hang động gần đó. Bên trong có một lá thư và một cái xác đã chết từ rất lâu. Lá thư của người đàn ông kể về sự thật của hòn đảo này. Ông là người chăm sóc thú tại sở thú. Trong lúc chiến tranh, quân đội đã ra lệnh cho người đàn ông giết chết mấy con thú. Nhưng ông không đành nên đã đưa chúng đến hòn đảo này sinh sống cùng mình. Sau một thời gian, nhờ tình yêu của ông, chúng đã rất hiền hòa và hòa thuận. Khi ông chết, ông chỉ mong hòn đảo sẽ mãi là thiên đường của sự sống, không chiến tranh và giết chóc. Nghe những điều này, cả hai chợt hiểu ra điều gì đó. Họ ôm chầm lấy nhau, tận hưởng một buổi đêm đầy lãng mạn. Nhưng ngay lúc này, mặt đất rung chuyển dữ dội. Thì ra hòn đảo này là một đảo núi lửa. Rất may, một con thuyền lớn đi ngang qua ngay lúc họ cần nhất. Shogo cầu xin họ cứu lấy những con thú nhỏ kia. Nhưng trưởng tàu không hề để tâm mà rút súng bắn chết đám thú. Bọn thú rừng cũng vì tự vệ mà lao vào chiến đấu với đám người kia. Ngay lúc này, hòn đảo lại rung chuyển dữ dội hơn. Và rồi Shogo dù cố gắng nhưng không thể cứu được cô gái cậu yêu. Cô ấy tuột khỏi tay Shogo mà rơi xuống dòng dung nham đang nóng chảy kia. Shogo và những con thú rừng đều chịu chung kết cục là nổ tung trên hòn đảo ấy. Lại một lần nữa, Shogo giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Lần này bác sĩ dẫn cậu đến những phòng giam của các bệnh nhân khác. Kẻ thì bệnh trầm cảm, người thì bệnh cuồng sát, người lại bị khổ dâm. Những người bệnh này gần như khó có thể giúp họ hòa nhập cuộc sống. Ông bác sĩ nhắc nhở Shogo rằng nếu diễn biến bệnh của cậu xấu hơn, có lẽ cậu sẽ giống những bệnh nhân kia. Dẫn Shogo ra khuôn viên, họ bàn về tốt và xấu. Shogo cho rằng mẹ mình là kẻ xấu xa khi ngủ với hàng tá đàn ông. Cậu còn cho rằng vị bác sĩ già đây có thể là người tốt. Nhưng ông không cảm thấy thế. Ông từng giết chết 4 người trong chiến tranh, nhưng đó còn có một cậu bé nhỏ. Ông cho rằng kể cả con người lương thiện nhất vẫn có thể biến chất khi trải qua những sự kiện không ngờ tới. Nhưng miễn là con người còn đấu tranh chống lại kẻ ác bên trong họ, thì nhân loại vẫn còn hy vọng. Ông mong rằng Shogo có thể đấu tranh chống lại sự điên loạn trong trái tim cậu. Shogo suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của bác sĩ, nhưng lý trí của cậu vẫn không làm chủ được hành động. Khi thấy hai con bướm đang đậu trên một bông hoa, tay cậu run rẩy hướng về phía chúng. Chỉ một phút không làm chủ được mình, Shogo đã bóp nát chúng. Lúc này, một người phụ nữ cũng là bệnh nhân ở đây đi ngang qua. Cô là một kẻ mắc chứng cuồng dâm. Cô ta lao vào ôm ấp Shogo như một kẻ điên cuồng. Điều này khiến Shogo vô tình giết chết cô trong lúc giằng co. Shogo quay trở về nhà gặp mẹ, xem như từ biệt bà rồi rời đi. Trên đường, hàng loạt cảnh sát được huy động đến để khống chế cậu. Nhưng cậu đã được một cô gái xinh đẹp cứu thoát. Cô gái giới thiệu bản thân là Hiromi. Khi cô tháo chiếc kính đeo mắt, cô trông giống hệt nữ thần đã trừng phạt cậu. Sau một ngày dài lái xe, cô đưa cậu đến một ngôi nhà nằm sâu trong khu rừng. Đương nhiên, cô cũng chuẩn bị sẵn cho mình một cái lồng và ngủ bên trong, đề phòng trường hợp Shogo làm hại cô. Hiromi giúp Shogo vì cô cần nghiên cứu nhũ băng trong hang động cách đây 5 km. Cô muốn cậu mỗi ngày chạy bộ đến đó và đem nhũ băng về cho cô trước khi nó tan chảy. Ngày qua ngày, Shogo vẫn phải chạy mang nhũ băng về, nhưng nó đều tan chảy hết ở trên đường. Có lẽ cậu cần phải cải thiện tốc độ tốt hơn. Sau đó, Hiromi cũng tiết lộ lý do cứu Shogo. Cha cô là một vận động viên marathon, từng đạt huy chương tại Thế vận hội Olympic.
cô muốn tìm một người có thể thừa kế ước mơ của cha. Vì nhận thấy Shogo có tiềm năng rất lớn trong bộ môn thể thao này nên muốn huấn luyện cậu. Shogo không nói gì, chỉ lặng lẽ biến mất 6 tiếng đồng hồ. Khi Hiromi nghĩ rằng cậu đã bỏ trốn thì Shogo đã quay trở về với băng nhũ trên tay. Cậu đã dốc tất cả sức lực để có thể kịp mang băng nhũ về trước khi nó tan. Thời gian trôi qua, khi cùng nhau tập chạy, cả hai đã dần nảy sinh tình cảm với nhau. Dù Shogo không hiểu được thứ tình cảm cậu dành cho Hiromi, nhưng rõ ràng cậu đã có gì đó khác so với trước đây. Một ngày, Shogo muốn Hiromi thưởng cho cậu một nụ hôn, thứ mà những người yêu nhau thường làm. Khi cả hai hôn nhau, Shogo đã không còn ghê tởm nụ hôn như trước đây, chỉ cảm thấy nó thật khó tả. Cũng hôm đó, tên bạn trai cũ của Hiromi đến tìm cô. Cô và hắn đã từng đính hôn, nhưng sau đó cô phát hiện hắn ăn nằm với rất nhiều cô gái. Hiromi đã không dám nói với cha, mà chỉ có thể bỏ chạy đến chốn rừng núi hoang vu này để tìm thấy thế giới của riêng mình. Tên bạn trai cũ của Hiromi khi phát hiện ra cô đang sống chung với một thằng nhóc đã ghen tị mà cố tình tông Shogo xuống ngọn núi, khiến cậu bất tỉnh thương tích đầy mình. Khi ở giữa ranh giới sinh tử, Shogo lại lần nữa chìm vào một giấc mộng dài. Có lẽ cậu đã đến tương lai. Tại thế giới này, robot có mặt ở khắp mọi nơi. Cậu đang làm việc trong một tổ chức với nhiệm vụ là ám sát nữ hoàng. Hiện thế giới có hai chủng người, người thường và người nhân tạo. Ban đầu người nhân tạo được tạo ra từ con người, nhưng đến hiện tại, chúng đã có thể tự nhân bản và áp đảo số lượng nhân loại. Đã vậy, chúng còn thông minh và khỏe hơn con người rất nhiều lần, nên bắt đầu khinh thường con người. Nhiều năm trước, con người gần như bị diệt vong bởi ô nhiễm khí thải và chất phóng xạ. Chỉ có một số người ở một số vùng rải rác may mắn sống sót. Sau đó, người nhân tạo thay thế con người, trở thành sinh vật thống trị trái đất. Kế hoạch là Shogo sẽ tiếp cận nữ hoàng và kích nổ quả bom được đặt ở chiếc răng trong miệng và chết cùng nữ hoàng. Trong quá trình lang thang tìm cách gặp nữ hoàng, Shogo đã bị một cô bé người nhân tạo sử dụng súng bắn thủng một lỗ ngay trước ngực. Những người nhân tạo cứu cậu và vá lỗ thủng bằng một vài thiết bị nhân tạo. Họ đưa cậu và cô gái ngoài loài người vào cung điện để trở thành nô lệ cho nữ hoàng. Nữ hoàng có khuôn mặt giống hệt Hiromi, điều này khiến Shogo không thể hiểu nổi. Cô ta liên tục ép buộc hai nô lệ phải yêu ngay trước mặt mình. Nữ hoàng muốn biết cách con người tạo ra em bé. Sau khi cả hai kiên quyết từ chối nhiều lần, nữ hoàng lạnh lùng khiến cô gái cháy đen trước mặt Shogo. Cô yêu cầu Shogo vào phòng phục vụ riêng cho mình. Dù nữ hoàng chỉ là một người nhân tạo, không hề có bộ phận sinh sản, nhưng cô ấy vẫn muốn biết cảm giác tình yêu giống như con người. Trước đó, Shogo đã đặt chiếc răng chứa quả bom vào giường của nữ hoàng, nhưng khi chỉ còn vài giây, cậu đã kéo nữ hoàng ra khỏi đó. Có lẽ vì cô quá giống Hiromi. Sau khi biết Shogo là sát thủ của con người, nữ hoàng vẫn không giết cậu, thậm chí còn phong chức vụ vì đã cứu cô. Nữ hoàng thì khoan dung, nhưng tên thủ tướng Bibimba thì lại không như vậy. Hắn bắn chết Shogo và cắt một cánh tay của cậu để tạo thành một người máy nhân tạo nhằm thay thế phục vụ nữ hoàng. Khi nữ hoàng biết chuyện, cô yêu cầu các bác sĩ dùng da thịt của Shogo để hồi sinh cậu lại lần nữa. Tỉnh dậy, Shogo thấy bên cạnh là một phiên bản người nhân tạo từ cánh tay đã tái tạo y hệt cậu. Sau đó, nữ hoàng đưa Shogo đến dinh thự riêng và muốn tiếp tục cảm giác say đắm những ngày trước. Tuy nhiên, Shogo đã từ chối vì cậu không hề yêu cô. Thậm chí cậu đã đẩy nữ hoàng xuống dòng dung nham để giết chết cô. Nhưng rồi một nữ hoàng khác lại xuất hiện. Dù Shogo giết chết nữ hoàng bao nhiêu lần, thì những tế bào nhân bản dự trữ của cô lại tiếp tục xuất hiện. Cuối cùng Shogo đầu hàng vì hiểu rằng không thể giết chết cô. Nữ hoàng giờ đây đã phẫu thuật để bản thân trở thành một cơ thể hoàn chỉnh, có cả cơ quan sinh sản giống hệt con người. Cô cũng có những cảm xúc mãnh liệt về tình yêu, điều mà cứ tưởng rằng những máy móc, con người nhân tạo thì không thể có được. Lúc này, cô đang thổ lộ mọi thứ thì thủ tướng Bibimba xuất hiện và bắt cô lên bàn phẫu thuật. Hắn không chấp nhận một nữ hoàng lại tự biến đổi cơ thể giống hệt con người, giống loài thấp kém kia. Hắn cắt đầu của cô và thay vào đó là một khuôn mặt cực kỳ xấu xí. Giờ ai cũng đều nghĩ cô là một cô gái xấu xí loài người. Còn cái đầu xinh đẹp kia đã được thủ tướng tái tạo lại thành một nữ hoàng mới với một cơ thể chưa qua phẫu thuật. Shogo đem nữ hoàng xấu xí bị vứt bỏ về căn cứ của con người. Nhưng ngay khi biết cô là nữ hoàng, họ đã bắn chết cô. Họ tin rằng lũ người nhân tạo kia sẽ chẳng bao giờ có thể học được thứ gọi là tình yêu thiêng liêng. Tất cả chỉ là sự giả dối, lạnh lùng và vô cảm trong thế giới của chúng. Tất cả con người bắt đầu đứng lên và chiến đấu với tất cả nguồn lực. Họ tấn công vào lâu đài, nhưng chỉ nhìn thấy vô số nhân bản của nữ hoàng. Nghe bác sĩ bảo rằng, thủ tướng đã ra lệnh tái tạo vô số nữ hoàng nhằm xóa bỏ những cảm xúc của cô. Nhưng bất kể nữ hoàng nào được tạo ra đều chỉ gọi tên Shogo và có những thứ cảm xúc không nên có. Phe con người tiêu diệt tất cả các nhân bản của nữ hoàng và hiện tại chỉ còn một nữ hoàng duy nhất ở chính điện. Ngay khi tưởng rằng tình yêu của họ có thể vượt qua được bất kỳ rào cản nào, thì một lần nữa Shogo lại chết tức tuổi. Lần này là phát đạn của người nhân bản Shogo. Nữ hoàng ôm Shogo vào lòng và kích hoạt thiết bị nổ,
khiến cả tòa lâu đài chìm trong biển lửa. Thoát khỏi cơn mộng nghị ấy, cũng là lúc Shogo tỉnh giấc sau khi bị rơi xuống vách núi. Cậu đã khỏe lại và tiếp tục lao vào việc luyện tập marathon. Hôm đó khi đang tập chạy, cậu bắt gặp một người đàn ông bị sét đánh chết, còn cô gái bên cạnh thì vẫn còn sống. Sau khi tỉnh dậy, cô gái bảo rằng họ đã muốn chết cùng nhau. Cô liên tục tìm người đàn ông kia, dù Shogo đã giả vờ nói rằng có lẽ anh ta đã bỏ rơi cô. Sau khi tìm mãi không thấy, cô đành theo Shogo về nhà trên núi. Tối đó, nhân lúc cô gái ngủ say, Shogo kể cho Hiromi rằng đã ném xác của anh ta xuống hồ nước gần đó. Cậu không muốn cô gái rơi vào tuyệt vọng. Nghe điều này, Hiromi tức giận tát Shogo thật mạnh. Cô gái kia nghe tất cả cuộc nói chuyện của họ. Cô chạy về phía hồ nước và gieo mình xuống đó để được chết bên người mình yêu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Shogo không hiểu nổi vì sao hai con người kia lại muốn chết. Vì sao mất đi anh ta, cô ấy lại mất đi ý chí sinh tồn. Shogo lần đó đã tự hỏi rằng, có người có thể chết vì tình yêu ư? Đang suy nghĩ vẩn vơ, Shogo trở về nhà thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Hiromi và bác sĩ. Cô nói muốn giúp Shogo xóa đi những oán hận thông qua thể thao, nhưng lại không ngờ Shogo đã yêu mình sâu đậm. Nghe câu chuyện này, bác sĩ kể về vị thần Apollo, thần của âm nhạc, ánh sáng và thi ca. Thần đã yêu nàng Daphne, con gái của thần sông Peneus, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong khi Apollo đuổi theo nàng Daphne, thì nàng đã sợ hãi mà xin cha hãy giấu nàng đi. Khi Apollo bắt được nàng, cũng là lúc Daphne biến thành một cây nguyệt quế. Thần không ngờ tình yêu chân thành và nồng thắm của mình lại gây ra nồng nỗi này. Vì thần mà nàng đã mất đi cuộc sống của một tiên nữ xinh đẹp và vô vàn hạnh phúc. Thần quyết từ nay trở đi, nàng sẽ là người bạn đường thân thiết của thần và chỉ những ai chiến thắng trong các cuộc tranh tài đua sức thì mới được vinh dự đội vòng nguyệt quế lên đầu. Bác sĩ từng khuyên Hiromi trở thành cây nguyệt quế để tiếp thêm sức mạnh cho Shogo. Nhưng nếu tình yêu này phát triển mãnh liệt hơn, nó sẽ tạo ra những biến số không ngờ, có thể làm Shogo chìm sâu vào tuyệt vọng. Thầy khuyên Hiromi nên rời xa Shogo trước khi tình cảm sâu đậm hơn. Đứng ở bên ngoài, Shogo nghe được câu chuyện kia. Cậu chạy sâu vào rừng không muốn tin ai, cũng không muốn dính líu thêm bất kỳ người nào. Lúc này, cảnh sát đang điều tra vụ án hai người chết dưới hồ. Nhìn thấy bóng đen chạy qua, cứ nghĩ là kẻ khả nghi đã dùng tất cả lực lượng truy đuổi cậu. Hiromi phía này cũng đã theo tên người yêu cũ trên đường quay trở về thành phố. Những cảm xúc của cô đã không ngăn được dòng nước mắt tuôn rơi kia. Cô yêu cầu anh ta lái xe quay lại vì nhận ra mình đã yêu Shogo. Sau khi biết chuyện cậu bị cảnh sát truy đuổi, cô vội lái xe tiến về vách núi nơi Shogo đang bị dồn ép. Cô cố gắng níu Shogo lại, nhưng điều này làm cô rơi từ trên vách núi xuống và mù lòa cả hai mắt. Tên người yêu thấy vậy thì giả vờ đi gọi bác sĩ, nhưng lên xe trốn hẳn khỏi đó. Hắn không ngu mà đi theo bồng một người mù. Mãi đến sáng chẳng ai đến, Hiromi chảy máu quá nhiều nên Shogo cũng không dám di chuyển cô. Mặt trời đã lên, cơ thể của Hiromi cũng lạnh dần đi. Cô đã chết trong vòng tay của Shogo. Cảnh sát lúc này cũng đuổi đến. Họ muốn bắt Shogo vì tội giết người ở bệnh viện. Viện trưởng cũng đứng ra làm chứng rằng vụ giết người không phải là cố ý và tâm lý Shogo đã thay đổi. Giờ đây cậu đã không còn là mối nguy hại cho xã hội. Nhưng dù là thế, Shogo cũng không còn muốn sống nữa khi người trao cho cậu niềm tin đã chết. Shogo chưa từng nghĩ bản thân sẽ chết vì ai, nhưng giờ đây cậu có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí là hy sinh tính mạng này để Hiromi có thể sống lại. Shogo giả vờ đưa một khẩu súng bằng gỗ lên đe dọa cảnh sát, khiến họ buộc nổ súng. Phát súng từ cảnh sát đã bén dầu Shogo đổ sẵn, khiến Shogo bị thiêu rụi trong đám cháy. Một lần nữa, Shogo gặp lại nữ thần trong giấc mơ. Cậu đau lòng hỏi rằng, tôi phải chết và hồi sinh bao nhiêu lần thì bà mới hài lòng. Nữ hoàng chỉ cười và bảo rằng, hình phạt này vẫn sẽ tiếp tục, dù ngươi trải qua bao nhiêu kiếp nữa. Shogo lúc này không oán hận, chỉ hỏi, liệu tôi có thể gặp cô ấy lần nữa không? Khi nghe nữ thần nói, ngươi sẽ gặp lại cô ấy sớm thôi. Trong bất kỳ thời đại nào, cô ấy vẫn chờ ngươi ở đó. Shogo từ từ đi về phía kiếp luân hồi. Nếu đau khổ cứ tiếp diễn, liệu con người có nên tiếp tục yêu? Cả câu chuyện là một tấn bi kịch của Shogo, kéo dài từ quá khứ đến tương lai, từ thời chiến tranh thế giới đến tận tương lai xa của loài người. Tất cả mọi thứ, hoàn cảnh sống và thế giới đều đã thay đổi. Duy chỉ có khuôn mặt của một người con gái là vẫn còn đó, và chỉ duy nhất tình yêu của cả hai là không thay đổi. Trong hành trình của Shogo, dù ngập tràn nỗi đau và tuyệt vọng, nhưng họ vẫn không ngừng đấu tranh cho tình yêu đó, bởi nó là thứ cho họ cảm giác được sống và cho họ biết ý nghĩa của cuộc sống. Trải qua từng câu chuyện, từng giấc mơ của Shogo, độc giả được trải nghiệm câu chuyện đi tìm lại thứ tình yêu đã chết trong trái tim của nhân vật chính. Qua mỗi cháp, Shogo dần dần tìm lại được cảm giác muốn yêu và mong muốn được yêu của mình. Từng chút, Shogo chợt nhận ra bản thân mình không hề căm ghét tình yêu.
Chỉ là từ khi được sinh ra, cậu chưa hề được ai dạy, được ai cho biết mùi vị của tình yêu là gì. Và qua từng câu chuyện, đó chính là hành trình Shogo khám phá, học hỏi và tìm lại thứ mà đáng nhẽ ra cậu phải có được như bao nhiêu con người khác. Quá khứ của Shogo cũng phần nào đó phản ánh về tệ nạn bạo lực gia đình, đặc biệt đối với những đứa trẻ được sinh ra trong môi trường và hoàn cảnh cá biệt như Shogo. Những đứa trẻ đó luôn thèm khát được trải nghiệm tình yêu, nhưng vì chịu những ảnh hưởng tiêu cực, nó đã biến cảm giác thèm khát đó thành một thứ gì đó bạo lực và méo mó. Và Shogo chính là một ví dụ điển hình. Đến cái kết, tác giả đã khẳng định rằng tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương tâm hồn và sự hy sinh chính là dấu hiệu cao đẹp nhất của tình yêu. Sự gắn kết giữa họ đã vượt qua mọi rào cản không thời gian, địa vị, giống loài, sống chết để hóa thân thành một bản trường ca tôn vinh cái đẹp. Tình yêu dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ thời đại nào hay bất cứ vũ trụ nào vẫn mãi luôn là một thứ gì đó vô cùng cao thượng, là thứ thuốc giải cho mọi sự xung đột, mọi nút thắt hay mâu thuẫn giữa các giống loài. Tình yêu đó ở đây không chỉ đơn thuần là tình yêu trai gái, giữa giống đực và giống cái, mà còn là tình yêu vượt qua giới hạn giống loài, vượt qua khuôn khổ quy luật của tự nhiên. Chỉ cần có tình yêu, bất kỳ giống loài nào cũng có thể vượt qua giới hạn để chinh phục được mục đích cuối cùng của bản thân. Và tình yêu sẽ luôn là lời giải cho mọi nút thắt mâu thuẫn, mọi sự xung đột, mọi cuộc chiến tranh trên thế giới này. Và đến cuối cùng, tác giả Osamu Tezuka đã để Shogo tự trả lời câu hỏi: nếu đau khổ cứ tiếp diễn, liệu con người có nên tiếp tục yêu? Bằng cách cho cậu tiến về luân hồi, chờ đợi một ngày được gặp lại cô gái định mệnh của mình. Một cái kết mở, đồng thời cũng là một thông điệp tác giả muốn gửi gắm tới chúng ta khi muốn chính độc giả tự tìm ra đáp án của riêng mình. Đó là cảm giác của chúng mình về tác phẩm này. Có thể các bạn sau khi đọc Apollo Song sẽ nhận ra được những đáp án khác với chúng mình. Nếu vậy, hãy chia sẻ chúng dưới phần bình luận nhé. Nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya! Và bây giờ là đến chuyên mục comment hay 7 ngày xuống cuối. Anh nghĩ ai có thể đánh bại Sú trong tương lai không ạ? Tầm này thì chắc chỉ có nhân vật chính này. Khả năng anh được vé gia nhập hội người tàn tật. Càng ngày càng ghét cái kênh này, cứ ra video hay là mình phải ngóng mỗi ngày.